Ok, mày phải đi cùng tao. Chúng ta không thể chạy được nữa anh em. Mình không còn chạy được nữa. Mày đứng đó luôn đi, mà nó không chịu đi chung với mình là sao ấy mà. Ở cha ở nhà nó cũng phải làm được một cái gì đó kiểu như thời giờ mình đi kiếm thức ăn, nó phải làm cho mình một cái gì đó bật lửa chẳng hạn. Dù mấy cái bật lửa mình tự làm được, nhưng mà mình nào cũng phải gắn cái phone vào để mà làm ba cái thứ bật lửa. Mình hề luôn là cái này có chức năng ấy, mình làm cái chế luôn ấy. Nó kiểu như mình nó phải có một cái nút nào đó để mà mình có thể ở giờ mày còn dư đồ ăn rồi, tao phải ăn, tao phải ăn vì sự sống. Còn mày có dư rồi, mày ăn làm cái gì? Mình tự hỏi cái này dùng cho mình nhỉ. Giờ tất nhiên cái này không dùng ăn rồi, cái lá mà ăn được là chết liền ấy. Coconut. Yeah. She's getting hungry. Oh no. Ma. Tuy cái này đúng là đồ, tuy là cái này là, à không, cái này đồ ăn, cái này là đồ uống chứ không phải đồ ăn. Nhặt vá lên. Làm sao để mà kiếm đồ ăn ấy, kiểu dạng gì nhỉ? Đồ ăn không chấp ở quản. Đồ ăn tự nhiên. Và nào, gỡ xuống một trái dừa please. God damn it. Nó không có một cái gì ở đây. Vai cái nồi. Làm ơn. Có một cây, có một chai dừa ra xuống. Please. Rồi chắc là chúng ta sắp chết tới nơi rồi. À, mình không biết mình có thể trụ trong game này dài bao nhiêu. Nhưng mà có lẽ là chắc chúng ta sắp cũng sắp chết tới nơi rồi. Mình vừa không có đồ ăn mà nó cũng không vừa không có đồ ăn. À đúng rồi, mình còn một ít nấm ở đằng kia. Oh yeah baby. Không, tao định nhảy qua bên kia mà mày làm méo gì vậy? Ok, mình phải cho nó ăn nhanh. I'm getting hungry. Mày tàn ngồi với ngồi. Hề luôn. Nó gần như là không cần phải làm gì hả? Mình có hai trái dừa. Nó ăn một trái, mình một trái. Tốt. Đây, mày ăn đi. Tao cũng sắp hết nước rồi. Không còn gì cho mày ăn đâu. Ok, mình đi mở ba lô mà mình bấm nhầm những cái nút A. Nha, yeah. Tao phải ăn vì sự sống còn. Quay, sao mình ăn nó kiểu gì nhỉ? Nó kiểu lấy máu nhiều hơn ấy, à, không, nó lấy cái phần thức ăn nhiều hơn ấy. Còn con này nó ăn trái dừa vô mà nó kiểu được có mọi nước mà chứ không có đồ ăn hay sao á. Nè giờ coi à, đi chậm vãi liền luôn á. Mặc dù mình đang chạy mà chúng ta chạy chậm vãi liền, mình cũng đang bị mất sức, chúng ta phải nghỉ ngơi. Thấy không, chúng kiểu gì mình cũng phải để làm một ít nấm, tụi nó sẽ sinh sôi nảy nở. À, hôm trước có chút xíu, hôm nay nhiều rồi. Ở chúng ta sẽ phải ra đằng kia để mà lấy một chút dừa nữa nha. Rồi tụi bay đấy. À. À, ta mày ra được rồi. Ok, cho mày ăn nè. Giờ mày ăn nhanh giùm phải. Give it. That is so good. À, cho nó ăn một phát nữa là 13 cơ. À không, 14 nhé. Ok. Nó sẽ có 13 nhỉ? Kỳ à. Rồi mày đi cùng tao. Giờ thì đi nhặt dừa thôi. Ở đây có củi này, ngon. Mặc dù củi chỉ dùng để đốt lửa, nhưng mà phải có củi thì mới có lửa. Cái game sinh tồn này mình không biết mình sống được bao lâu.
Má hề luôn, chắc là không đủ để mà chúng ta có thể sống qua ngày đâu nè. Không đủ đâu. Kiểu mà mình chỉ sinh tồn được vài giờ thôi. Chúng ta không phải sinh tồn được lâu hơn. Được. Cái cây dừa này có gì không nhỉ? Hề làm ơn, gót xuống một trái dừa, please. Please. Má, sao toàn cây khác? Rồi nhạc ơi. Mà mình mệt luôn rồi. Phật, chúng ta phải quay về nhà để mà nghỉ ngơi. Nhưng mà đồ ăn và nước uống ấy lại không còn. Ok. Hay là vị cứu tinh. Ma. Cuối cùng một trái dừa đã rớt xuống. Má, tôi bây giờ tôi quý cái trái dừa này vãi. Ba lô. What the fuck, ba lô này là nhiều xong à? Mày đùa à? Thôi vậy chúng ta phải ăn. Cứ bình tĩnh. Ăn phát. Ok, còn một miếng này cho con kia. Có cái này. Ở nhà lại nhờ. Mình nhặt nữa mà. Ok, giờ thì mày ăn giùm. Mày ăn giùm bố cái trái dừa này. Để không mày chết là tao cũng chết heo ấy. Này, ăn nắm đi. Ok, để mình xem coi cái này có gì không. Chúng ta mình vừa chợt nhớ ra là còn cái bè. Éo có gì ở đây hết. Rồi đi, đi cùng tao. Biết sao không? Xem nào. Để xem. Rồi những ngày tí. Vai ca linh hồn. Ma hút máu người. Hút máu người Israel. Hút máu người kìa anh em. Còn đúng mỗi trái dừa mà nó hút luôn bà trái dừa của mình rồi. Ma sao con này cái sức mật có nhiều vậy. Vai ca linh. Hề luôn, cái sức của nó còn mạnh hơn cả mình. Sợ lắm mình một phát coi là mình kiểu sắp lờ luôn ấy. Ok, chúng ta phải ra cái bè kia và chuồn ở đây. Ngon này, mình móng nó chuồn kịp, nếu như chuồn không kịp là xong luôn á, và mình chết luôn ấy, nó cũng chết luôn. Chúng ta phải đi ngay và luôn mà. Ra giờ còn trái dừa nào đó ở đây. Yeah. Oh no. Làm sao để lên thuyền nhỉ? Kìa lạ. Mày không biết đẩy thuyền lại à? Quỳ ở đây cục đá. Cục đá cũng ngon. Wait a minute. Wait a minute. Hồi chết rồi. Cái thuyền nó không cho mình đi. Vai linh hồn. Ma. Không có một miếng đồ ăn, không có gì cả, chỉ có hai đứa này mà con nhỏ. Lại có một trái dừa ở đây. Có kỳ này, mình ăn cho nó ăn hay mình ăn đây? Cho nó ăn đi, mình nghĩ nó tốt nhất là nên cho con này nó ăn. Con này nó sắp chết rồi, mình chết sau nó cũng được. Chúng ta phải biết nhường nhường phụ nữ, anh em hiểu không? Biết nhường phụ nữ. Đưa cho nó trái dừa cuối cùng và hai đứa cùng chết. Không, mình chết trước nó. Kệ bố mày. Tao không còn đứa gì đâu, tao hết bà nó đồ ăn rồi. Đi tìm nào. Never mind. Cái mày đi mày đó đi, tao đi kiếm đồ ăn một tí. Cầu là còn cái còn cái dứa đây này.
nó mà không đi thì mình đỡ tốn nó vừa hơn nhiều. Mặc dù là mình muốn thử là xem chúng ta có thể đi bằng cái thuyền đi về nhà không. Như vậy thì mình còn khả năng sống hơn. Mình phải đi nhặt thật nhiều dừa. Dừa rất quan trọng. Dừa là tài nguyên. Cái gì đây? Ô, khoai tây. Oh my goodness. À, củ khoai tây cơ đấy. Nè, nó sẽ tăng mắm kém vậy. Oh my god. Fucking bullshit. Chúng ta có đồ ăn mới rồi em ơi. Rồi mẹ mình có khoai tây rồi, ngon lành. Nhưng mà biết sao không? Khoai tây này chúng ta phải sẽ phải trồng lại với Đức. Giúp. Để mình coi nào. Mình sắp chết, con kia nó cũng sắp chết rồi. Mà tôi còn gì ăn không? Please, hãy nói với tao là mình còn một cái gì đó. Không, còn mấy củ khoai tây. Coi nào, nó cũng ngon nè. Nhưng mà mình phải để chừa lại cho con kia nữa mẹ. Con kia nó nằm ở đâu ấy? Đây coi nào. Không phải bản đồ này. Đây đây. Đây còn một cái dừa. Ồ ngon. Hai ba lô full. Oh no. God damn it, mày đùa nhau à? Ba lô full để xem nào. Tôi phải uống bạn cái dừa này. Dạ, uống nó. Mình cũng phải đưa cho con kia quả dừa mà. Có tới hai trái kiểu gì mình cũng phải đưa cho nó. Giờ thì mày đâu rồi? À, thấy rồi. Má, sao mình cách xa nó vậy? Thề luôn cái game này kiểu mà điều khiển ấy. Cái phần điều khiển ấy, tôi khó chịu nhất cái phần điều khiển. Để tôi kiểm tra sức khỏe nó đã. Nó còn 56%, còn lâu lắm nó mới chết. À, mình 57, nó 56 rồi. Dạ. Nó đây rồi. Tao đưa mày đồ ăn này. Mày đừng chết giùm. Một củ khoai tây giòn tan. Oh god damn it. Oh, nó vẫn được ăn được. Má mình quên mất là phải cho nó uống nước xong rồi mới được ăn. Fuck. Máy nó vẫn ăn được ấy. Nó không ăn được. Mình tưởng nó giống mình luôn chứ. Mình là phải kiểu uống nước xong mới được ăn ấy. Ok, giờ thì mày sống rồi. Giờ đi về bố cái nhà nào. Dạ. Lết về nhà.